em bây giờ là phải kinh doanh phi thương bất phú. Nếu bây giờ tao muốn đầu tư một nửa cổ phần vào nhà hàng của mày thì sao? Khoảng 4 tỷ. Anh từ bỏ cái chuyện yêu Linh Giang đi. Anh không có cửa đâu. Tiếu cái gì mà hủ tiếu? Ngày nào có ăn hủ tiếu không biết ngán hả? Không gặp ai trơn trời, không muốn gặp mấy đứa đó. Mẹ con suy nghĩ cái gì lung tung vậy? Con im đi. Con không có quyền quát tháo ai hết.